cây bạch hoa xà, còn có cái tên gọi khác là cây bạch tiết hoa, cây đuôi cong. Đông y thường dùng rễ và lá tươi của loại cây này để giảm đau, giải độc, sát trùng, đặc biệt là cây bạch hoa xà có thể điều trị hiệu quả nhiều chứng bệnh nan y như cao huyết áp, đau dạ dày, bệnh ung bú và đặc biệt là bệnh xương khớp, trong đó có thoái hóa cột sống rất là tốt và hiệu quả. Nói sơ qua về đặc điểm thì cây bạch hoa xà là loại cây cỏ cao từ 0,6 đến 1 mét, có thân rễ, thân có đốt và nhẵn, lá thì mọc so le, mép thì nguyên, không có lông, mặt dưới hơi trắng nhạt, hoa thì nhỏ màu trắng, mọc thành từng chùm. Cây mọc hoang khắp nơi trong cả nước, đặc biệt là trên các sườn đồi và sườn núi. Theo một số công trình nghiên cứu hiện nay thì chỉ ra rằng trong cây bạch hoa xà có chứa tới 171 hợp chất có lợi cho sức khỏe. Đây là những chất có tác dụng kháng viêm, ức chế các chủng vi khuẩn cầu đại tràng. Đặc biệt là cây bạch hoa xà còn có công dụng rất đặc biệt, đó là có thể hỗ trợ và điều trị những chứng bệnh nan y như bệnh ung thư hay là bệnh ung bú lành tính, ác tính. Một số công trình nghiên cứu hiện nay thì cũng đã có những kết quả rất là khả quan, đó là cây bạch hoa xà có chứa hoạt chất có thể kháng được nhiều tế bào ung thư, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể của người bệnh. Thì bộ phận được dùng để làm thuốc thì có thể sử dụng rễ và lá tươi giã nát và đắp lên trực tiếp lên vết thương, vết bệnh. Và sau đây là một số công dụng rất là phổ biến của cây bạch hoa xà. Thứ nhất đó là công dụng trị mụn nhọt, sưng tấy. Dùng khoảng từ 4 đến 5 lá bạch hoa xà tươi, mình giã nát, rửa sạch giã nát, mình đắp trực tiếp lên vết mụn nhọt. Lưu ý là chỉ nên đắp khoảng từ 15 đến 20 phút. Không nên đắp quá lâu vì có thể làm bỏng da, vì cây này có dược tính rất là mạnh. Chỉ cần đắp từ 2 đến 3 lần là vết mụn nhọt sẽ từ từ biến mất, thậm chí là những vết u nhọt thì cũng từ từ tan biến. Thứ hai đó là công dụng trị táo bón. Lá bạch hoa xà tươi thì mình nấu canh với giấm hoặc là chanh để ăn, có thể xào, uống một bát canh sau 1 giờ là đi ra ngoài được. Đây là bài thuốc sổ của dân gian rất là hay và hiệu quả. Muốn thôi đi ngoài thì chỉ cần dùng lá giò dưới nước lạnh, uống từ 1/2 chén là có thể ngưng đi ngoài. Đây có thể nói là một bài thuốc lấy độc trị độc vô cùng hiệu quả. Thứ hai là trị phong thấp, thì mình sử dụng khoảng 12 gram rễ của cây bạch hoa xà, mình sắc với 3 chén nước, sắc còn 1 chén, mình uống trong ngày. Thứ tư đó là công dụng chữa sưng đau do chấn thương, té hoặc là ngã, vết thương bị bầm, thì sử dụng rễ của cây bạch hoa xà giã với cơm nguội thành bột nhão đắp lên chỗ sưng đau. Lưu ý là chỉ đắp từ 15 đến 20 phút, không nên đắp quá lâu vì có thể gây bỏng da, vì dược tính của cây bạch hoa xà này có tác dụng lên da rất là nhanh. Ngoài ra thì công dụng vô cùng đặc biệt của cây bạch hoa xà đó là có thể trị bệnh, hỗ trợ và điều trị bệnh ung bú các loại ác tính và lành tính cũng vô cùng hiệu quả, và có rất là nhiều bà con đã sử dụng và chữa thành công. Bằng cách thì mình sử dụng lá tươi của cây bạch hoa xà khoảng từ 4 đến 5 lá, sau đó thì mình giã nhuyễn, rửa sạch giã nhuyễn và mình đắp trực tiếp lên vết ung bú. Chỉ nên đắp khoảng từ 15 đến 20 phút, hoặc là cảm thấy nóng thì mình gỡ ra, không nên đắp quá lâu vì có thể làm bỏng da.